chào mọi người nha. Hôm nay em mình với ba mình giúp Tèo có làm bộ mấy bộ đầu lòng ếch đây, xào dưa leo nha mọi người. Đây coi giúp Tèo nha, chuẩn bị ổng làm nè. Không đầu lòng ếch thì có màng sẵn rồi, đây thì ba mình đó. Còn Tèo đang làm thì có ổng có làm sẵn hết rồi nha, mình vẫn quay cho mọi người coi cách thức ổng làm nha. Mọi người đi theo mình coi nè. Mãi nhiều lắm. Chứ bữa là bộ đồ lòng ếch của tụi nó đấy hả? Qua qua nó là tao nấu nguyên một bộ bò hủ tiếu một cái ký. Cái này tao chừa lại rồi. Nấu cũng mệt méo ăn méo mỏi. Này là nguyên mấy? Này là nguyên bộ đồ lòng ếch luôn nha mọi người ạ. Hôm nay Tèo xào dưa leo. Nay thất nghiệp rồi có đi lập lá nữa. Đó, đang chắc con leo Tèo hôm nay không có chào khán giả lâu lắm, không có lên đài chơi khán giả do dịch bệnh đi không được. Không Tèo không có chào gì hết nè, nay dịch bệnh đi không có được rồi, không có chào khán giả được rồi. Do không có không gian ở nhà trọ. Còn đọc không? Bộ đầu lòng ếch nha mọi người. Dưa leo xào, bộ đầu lòng ếch. Ngọt không? Ngày hôm qua nấu hủ tiếu ngọt không? Còn ếch của người nó mua ở bên nhà bạn của cái ông đó phải không? Không có thằng đỡ nào có 50 ký, có 1 ký 7, 2 ký 7 con. Trong khi đó Tèo nó ếch xong rồi nha mọi người, đó đường từ một gòn tỏi rồi không? Đây, lòng ếch đã làm xong rồi. Dưa leo xào dưa leo nha. Này con lòng ếch qua chẳng nấu hủ tiếu chắc ngon dữ lắm rồi, béo nấu cả ký mẹ rồi. Ăn có cái ăn có nổi, tao ăn rõ ràng ăn có 2 chén lưng ăn không đủ. Ớp hành rồi mình đứng sao mình quay cũng không được nữa. Đó. Nay lâu lắm rồi cũng không có quay ổng nữa. Tự do tình hình dịch bệnh không được ra nhiều. Rồi sao chưa? Khều chưa? Khỏi màu đi. Bắp. Cái nồi nè. Nồi nè. Chảo hay nồi? Chảo nó đủ không? Chảo nhỏ. Đây giờ ông ấm không xào mọi người cho xào cho xăng lại nha.
cao quá không hết. Xèo tỏi, em đang xèo tỏi. Nốt quét nè, nếu quẹt đó thì nốt không quét. Ủa sao mấy hộp quẹt? Mấy phải dung nè. Nốt nè, nốt quét mà. Hai cây. Đó. Bốc khói đi mọi người. Cái dao này nó không bỏ xuống được chứ. Không thấy được, mình lấy cái bếp cắt rẽ, không thấy được. Đó, sờ sang ngoài nha, thơm quá. Lòng ếch nha mọi người, cái này là bộ đồ lòng ếch nha, chứ không phải cái gì nha, không phải lòng gà đâu. Tí mình nó bỏ cho miếng nó lớn nó cũng thơm nè. Trên này tôi đợi bể lên đây. Đó, mọi người thấy không, chín rồi nha. Đó. Trời ơi, đã. Trời ơi, ngon hết sảy con bà bảy luôn. Trời ơi. Như nữa hả? Giờ thêm vàng miếng đường vợ cho nó im gia vị nha mọi người. Đó. Rồi, đã đúng không? Bở rồi. Cặn cảnh luôn. Thôi, giờ ngon lắm. Do ở đây hẹp quá, không có ai hết người cũng được nha, mọi người thông cảm. Đáng nói mình phải làm bếp, mình phải quay lần trước, từ nay ngày này quay lần đó, không? Đúng không? Cái sạch mặn lâu. Rồi chuẩn bị chín rồi nha mọi người ơi, chuẩn bị dọn lên nha. Ốc tèo đã xào xong rồi nha mọi người ơi. Đây. Đã xào xong rồi, giờ gấp ra dĩa và thưởng thức thử coi món ếch xào rồi dưa leo thử coi lá lốt, niêm lá lốt. Hút gì gan không ạ? Anh cầm lên luôn rồi. Anh vậy thôi. Rồi bắt đầu dọn lên phòng ngồi thưởng thức nha mọi người ơi. Rồi mời mọi người ăn đi chứ, ăn thử miếng ếch và chấm luôn rồi coi. Đó mọi người ạ. Đó, thật ngon. Ăn thử, ăn mạnh mạnh luôn, vô ngon ngon rồi. Đó. Mọi người ăn vô á. Cảm giác ăn rồi vị, cảm giác làm sao rồi. Sao, cảm nhận sao? Ngon không? Ăn một cái miếng dưa đó mọi người. Một cục nữa. Ăn nữa không? Muốn ăn thì coi chào mọi người đi thôi. Thôi chào tất cả mọi người nha. Video tới đây coi làm được thì mọi người cho một like và một người chia sẻ, một đăng ký nha mọi người. Tổng chào tất cả mọi người nha.